Chào các bé, chúng ta lại gặp nhau trong video kể chuyện cho bé. Hôm nay, cô sẽ kể rất nhiều câu chuyện hay cho các con nghe. Câu chuyện thứ nhất, chú thỏ thông minh. Trong một khu rừng nọ, có một chú thỏ con rất thông minh, sống cùng với mẹ. Ngày này, thỏ con thường tung tăng chạy ra bờ sông uống nước. Trước khi đi, bao giờ thỏ mẹ cũng nhắc: "Con phải cẩn thận nhé, phỉ cáo cũng hay ra sông dạo chơi lắm đấy." Một ngày nọ, vừa mới cúi xuống uống no bụng nước, thỏ con ngẩng bất thời, thấy cáo đang đứng gần mình và tỏ ra thân thiện. "Chào thỏ con, lên lưng ảnh cõng vào rừng hái nấm và hoa nào." Thỏ con chần chừ nhìn cáo, chợt nhớ lời mẹ dặn, thỏ con nhanh trí giả vờ hào hứng đáp lời: "Ôi, thế thì thích quá anh cáo ơi, chờ em về nhà lấy mũ đội che nắng đã nhé." Nói rồi, thỏ con chạy nhanh về nhà. Thỏ con kể lại câu chuyện gặp cáo cho mẹ nghe. Thỏ mẹ ôm thỏ con vào lòng khen con thông minh và nhanh trí. Trong lúc ấy, ở ngoài sông, còn cáo gian ác và ngơ ngạch, cứ đứng chờ mãi mà không thấy thỏ con trở lại. Cuối cùng, khi ông mặt trời đi ngủ, nó không thể chờ được nữa, nên đành ôm cái bụng đói meo lủi thủi đi về rừng. Câu chuyện thứ hai, chó sói và đàn dê. Ngày xưa, ở một khu rừng nọ, có dê mẹ và 7 chú dê con cùng sống với nhau trong một ngôi nhà nhỏ. Một hôm, dê mẹ chuẩn bị đi vào rừng để kiếm cỏ non ăn lấy sữa cho con bú. Dê mẹ bèn gọi đàn con lại dặn dò: "Các con ở nhà, nhớ khóa chặt cửa, đừng cho ai vào nhà nhé. Khi mẹ về, nghe thấy mẹ đọc bài thơ này thì hẵng mở cửa." "Dê con ngoan ngoãn, mau mở cửa ra, mẹ đã về nhà, cho các con bú." 7 chú dê con vâng lời mẹ, đóng chặt cửa. Có một con sói độc ác sống gần đó, đã nghe thấy lời dặn của dê mẹ. Nó nảy ra ý định lừa dê con mở cửa để vào nhà ăn thịt. Sau khi dê mẹ đi, chó sói liền đến gõ cửa rồi giả giọng dê mẹ: "Dê con ngoan ngoãn, mau mở cửa ra, mẹ đã về nhà, cho các con bú." 7 chú dê nhận ra giọng ôm mồm của chó sói nên nhất quyết không mở cửa. Một lúc sau, chó sói lại đến và gõ cửa. Lần này, nó giả giọng nhẹ nhàng hơn cho giống với giọng dê mẹ. 7 dê con bắt chó sói phải cho xem bộ móng. Khi thấy bộ móng vuốt đen xì của nó qua ô cửa sổ, 7 dê biết đó là chó sói và đuổi đi ngay. Chó sói nham hiểm liền đến tiệm bánh mua bột mì trắng và xoa vào móng vuốt của mình. Khi nó đến gõ cửa lần thứ 3, những chú dê con nhìn thấy bộ móng màu trắng và cứ tưởng rằng đó là mẹ của mình. Dê con mở cửa cho chó sói vào nhà và nó lao đến và định nuốt chửng cả 7 dê vào bụng. May thay, chú dê bé nhất trốn thoát được. Khi dê mẹ vừa về đến nhà, dê út oa khóc nức nở: "Mẹ ơi, chó sói độc ác đã nuốt chửng hết các anh chị của con rồi." Chó sói lúc này đang ngủ say, dê mẹ liền mổ bụng nó ra. 6 chú dê con liền chui ra. Dê mẹ bảo các con nhặt thật nhiều đá sỏi để nhét vào dạ dày nó, rồi khâu bụng nó lại. Khi chó sói tỉnh dậy, nó cảm thấy vô cùng khát nước. Nó lấn mò ra giếng uống nước, vì trong bụng nặng trĩu toàn đá nên nó bị rơi tóm xuống giếng. Thế là hết đời con sói gian ác. Video kể chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các em trong video lần sau với nhiều câu chuyện hay, thú vị và mới mẻ hơn nhé. Tạm biệt các em.